thằng Bitme các bạn. Sau khi các bạn đăng ký và KYC xong, các bạn sẽ nhận được 0 phết. Mình vào kiểm tra nha các bạn. Chào ba lanh nè. Nè, mình đã nhận được 0.025 BTC bằng tương đương khoảng 198 đô nha các bạn. Kèo nữa các bạn nào chưa chơi thì mình có để phần link đăng ký và một cái video hướng dẫn đăng ký và KYC các bạn. Mình KYC lần một là được luôn các bạn. Kèo này rất là dễ luôn. Và mình vô một chain. Hiện giờ chưa có rút được các bạn. Sau chương trình nó ai góp nó kết thúc nó cho rút mình mấy rút được các bạn. Này tôi cần của sàn các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn.